Tuyển tập chuyện cười Việt Nam vô đối phần 4 Tai nạn máy bay Trên máy bay có chở Tổng thống Mỹ Bill Carter, Đức Giáo Hoàng và một anh Việt Nam. Đang bay qua Đại Tây Dương thì máy bay có sự cố. Viên phi công chạy ra nói Phải nhảy dù thôi, máy bay hỏng nặng quá, không sửa được. Rồi lấy một cái dù phóng xuống ngay. Lúc đó kiểm tra lại mới biết hiện chỉ còn ba cái dù. Tổng thống Mỹ nói Tôi là người quan trọng nhất, nên tôi phải sống. Rồi lấy một cái dù nhảy ra ngoài, tờ nói. Tôi là người thông minh nhất, tôi cũng cần sống. Rồi cô vội cái dù nhảy ra ngoài. Lúc này Đức Giáo Hoàng nói. Cha sống đã lâu rồi nên con hãy lấy dù nhảy ra ngoài đi. Anh Việt Nam trả lời. Không cần vậy đâu cha ơi, thằng thông minh nhất thế giới vừa ôm cái mùng con đưa nhảy ra ngoài rồi. <laughs>